Xin chào thân ái và quyết thắng trong trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong video hướng dẫn Rush City và xin chúc các bạn một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và như các bạn đã thấy ở đây thì chúng ta hiện tại là đang gặp một cái lỗi sự cố, đó là lỗi 69%, và thường thường là vào khoảng thời gian ban đêm nha các bạn, nhất là cái khung giờ từ 8 giờ cho tới 10 giờ nha. Hiện tại thì như các bạn thấy đang là 8 giờ 23 phút buổi tối nha các bạn. Thì chúng ta rất là khó để mà vào tự game Rush City, hay đôi khi còn có một vài bạn, nhiều bạn luôn, chúng ta nói rằng nguyên cả một ngày trời em bị lỗi 69% và không thể vào game luôn. Chứ vậy nhận được rất là nhiều cái thông báo phản hồi cho các bạn. Nói chung là chúng ta cũng đã có làm những cái video là hướng dẫn khắc phục lỗi 69% rồi. Nhưng rất có thể là lỗi 69% này còn đáng sợ hơn các bạn nha. Mà phải nói là chúng ta cần phải áp dụng nhiều cái công thức vào, nhiều cái phương án, và nói chung là tổng hợp của cả là 5 cấp độ luôn các bạn nha. Cho nên trong video ngày hôm nay các bạn cùng mình sẽ cùng nhau là chúng ta thực tế giải quyết cái vấn đề là lỗi 69% để mà chúng ta có thể là vào game, không chỉ là ở trong cái khung giờ là vô cùng khó khăn là từ 8 giờ tới 10 giờ tối, mà hầu như là ở mọi khung giờ luôn nha các bạn. Thì chúng ta có thể là áp dụng những cái công thức này và cũng như là có những cái hướng dẫn và lưu ý ra sao, phải không các bạn? Quá chuẩn luôn. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau là vào video nha các bạn. Các bạn lưu ý là xem thật kỹ video của mình nha. Hiện tại thì chúng ta cũng đã đến là 8 giờ 28 phút rồi. Nãy giờ mình cũng có chờ đợi nhưng mà chúng ta không có dấu hiệu nào rằng sẽ vào được nha các bạn. Chứng tỏ là chúng ta đang bị lỗi là 69% rồi. Nếu mà có chờ thêm thì cũng sẽ hiện lên một cái bảng là chúng ta sẽ loát lại thôi các bạn ạ. Rất khó để mà vào được Run City trong cái khung giờ này nha các bạn. Ok. Đấy, bình thường thì mình sẽ có một cái cách giải quyết rất là nhanh, đó là mình sẽ chuyển từ Wi-Fi sang là 4G. Mà thực ra là cách này xài rất là mượt mà trong khoảng thời gian trước các bạn ạ. Nhưng vào khoảng cái độ thời gian là trở lại đây thì lỗi ở gọi là Run City hình như là chúng ta có sự tăng tiến đấy các bạn ạ. Khi mà mình sử dụng mạng 4G thì chúng ta vẫn gọi là cũng chưa có vào được game. Đấy, như các bạn thấy thì chúng ta cũng không có cái tín hiệu gì nha. Nhưng trong những cái gọi là cách khắc phục mà chúng ta có thêm mạng 4G thì đó sẽ là một cái gì đấy nó cũng sẽ có phần lợi thế cho chúng ta nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã xác định là cho dù chúng ta có gọi là chuyển từ 4G sang Wi-Fi hay là chuyển từ Wi-Fi sang 4G thì chúng ta vẫn gọi là chưa có thể là khắc phục được nha. Tại vì phần lớn đó, lỗi của chúng ta vào cái khoảng thời gian là 8 giờ tới 10 giờ là lỗi cái khung giờ mà nó gọi là bị nặng nhất đấy các bạn ạ. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Nếu những cái khung giờ bình thường thì đôi khi chúng ta cũng gọi là vào được rồi. Nhưng mà khung giờ này thì chắc chúng ta phải gọi là kết hợp những cái cấp độ mà nó cao hơn nha các bạn. Ok, nhiều bạn thì nói là chúng ta sẽ chuyển từ wifi này sang wifi khác. Nhưng mà nói chung thì cái cách mà chúng ta sử dụng gọi là bật tắt wifi hay là chuyển gọi là 4G sang gọi là wifi rồi từ wifi sang 4G thì nó cũng gọi là tương đối là giống nhau rồi. Ok, nên bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng đến một cái ứng dụng ở ngoài nha các bạn. Mà thực ra thì chúng ta sẽ có 3 ứng dụng để mà khuyên dùng các bạn. Chúng ta sẽ fetch IP nha các bạn. Fetch IP là gì thì mình cũng sẽ nói lại. Đó là fetch IP chính là việc mà chúng ta sẽ chuyển IP sang nước ngoài. Nói chung là chuyển địa chỉ của mình sang nước ngoài để mà chúng ta có thể là dễ dàng vào đường nước ngoài đấy các bạn ạ. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái app mà mọi người thường hay sử dụng nhất và hiện tại đang được đánh giá khá là cao các bạn ạ. Đó là app 1.1.1.1. Có lẽ nào? Chính là nó. Rồi, ok, đây là hình của app 1.1.1.1 nha. Nói chung là một rồi có mũ 4 ở trên đấy các bạn. Khi mà chúng ta bật cái app này lên. Đấy, ok, ta cứ bấm là next nha. Nói chung là accept này để mà đồng ý. Rồi, ok. Đấy, và rất là đơn giản khi chúng ta sử dụng, đó là chúng ta chỉ cần chạm vào đây và sau đó gọi là install VPN profile nha các bạn. Đấy, ok. Rồi, vậy là chúng ta gọi là hiện tại đang chưa được thì bấm lại lần nữa. Emotional damage. Ok, hiện tại là có vẻ là chúng ta có một cái kết nối gì đấy mà nó không đồng ý. Thì nếu như vậy đó các bạn, chúng ta sẽ vào trong cái gọi là thông tin của cái app này luôn.
đấy, để xem thử là có cái vấn đề gì ở đây không, xem là quyền của chúng ta đã gọi là cho vào hết chưa, nhiều chỗ là chúng ta vẫn đang gọi là bị dấu ích này các bạn ạ. Thì có lẽ là mình sẽ gọi là cho phép luôn nha các bạn. Đấy, cho phép luôn. Rồi, ok, cho phép hết luôn nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ xem thử là còn cái quyền nào mà chúng ta chưa có cho phép không. Ok, thì mình sẽ thử mở lại nha. Rồi. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Chúng ta sẽ chờ đợi một tí xíu nha. Hiện tại là đang gọi là connecting. Rồi, ok. Và hiện tại thì các bạn có thể nhìn thấy là ở phía trên chúng ta có chữ là VPN đấy các bạn nha. Có nghĩa là chúng ta đã phát thành công rồi. Mà thực ra bình thường là không cần phải vào trong cái phần cài đặt để mà upset những cái quyền nữa nha các bạn. Bởi vì thường thường là mình tải về cái là mình xài được luôn. Đây thì nói chung là làm khó chúng ta tí xíu, nhưng mà sao làm khó chúng ta được. Lớn rồi, một cách ít thôi. Ok, nếu như bạn nào chúng ta tải về cũng gặp vấn đề bực không được thì các bạn cứ vào trong cái thông tin của app này. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói chung là thực hiện những cái thao tác cấp quyền cho app nha các bạn. Đấy, rồi hiện tại thì mình đã bật cái app FastBB lên rồi, nhưng mà có vẻ là chúng ta vẫn chưa có đủ công lực để mà vào các bạn ạ. Bởi vì cái khoảng thời gian này nó thực sự rất là khó khăn nha các bạn. Vào được cái này luôn là những cái khoảng thời gian khác chúng ta chắc là không thành vấn đề đâu các bạn ạ. Quá ghê gớm. Ok, và vì mình có 4G nên mình sẽ có một cái thao tác nữa, đó là chuyển qua, chuyển lại giữa mạng 4G và mạng Wi-Fi nha các bạn. Và thực ra là trong một số những cái trường hợp mà các bạn chúng ta sử dụng VPN để mà bật vào đấy, nhiều lúc là các bạn sẽ phải là thoát game ra. Đấy, rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục là mở vào game lại nha, để cho game chúng ta có một cái khoảng thời gian gọi là reset gì đấy. Ok, hiện tại thì mình đang gọi là vào lại game với mạng 4G và VPN của app 1.1.1.1 nha. Bởi vì app 1.1.1.1 này sẽ là app mà giúp chúng ta phát IP sang nước ngoài, nhưng mà cái địa chỉ cụ thể thì chúng ta chưa biết là như nào. Và cũng rồi, ok. Nói chung thì có vẻ như là app 1.1.1 chúng ta đã thể hiện được cái công lực khá là ghê nha. Mình đang sử dụng combo là 1.1.1.1 với lại là mạng 4G. Đấy, thì mình đã vào được tựa game Rock City rồi. Trong thời gian của chúng ta thì nói chung là vẫn đang ở trong cái khoảng thời gian rất là khó khăn nha các bạn. Rồi, nói chung là đã vào được rồi. Thì mình bình thường mình vào được mình có thể là làm video cho các bạn xem. Ok, thì cách này dường như là được rồi. Mình sẽ thoát game ra để mà vào lại nha. Để test thử xem là mình vào lại lần 2 là chúng ta có gọi là được ổn áp không nha các bạn. Ok, vẫn là cái combo là mạng 4G kết hợp với lại là VPN nha. Mà đôi khi chúng ta chỉ cần gọi là thông một cái đường rồi, thì khi mà chúng ta vào lại những cái đường này thì nó tiếp tục là được thông suốt nha. Rồi, còn bây giờ mình sẽ thử cái trường hợp là mình tắt cái app FastIP đi nha các bạn. Ok, và tắt đi nè. Trời ơi, đây nè, chúng ta sẽ bấm vào ở chỗ là Until I turn it back on nè, là tắt cho đến khi tôi bật lại đấy các bạn ạ. Cái cơ chế gì đấy mà khi mà chúng ta thông rồi thì dùng cái cách mà chúng ta có thể là vào được, nó sẽ vào được một cách dễ dàng. Nhưng mà khi á, mà chúng ta gọi là không có gọi là vào được nữa thì để mà vào lại được đấy các bạn, nó sẽ trở nên rất là khó khăn. Đấy, nhưng mà thấy thì mình tắt app FastIP đi là hiện tại chúng ta gọi là không có gọi là vào được nữa nha các bạn. Cái tôi nhờ. Đấy, thì đấy là trong cái trường hợp là app 1.1.1.1 chúng ta phát huy cái tác dụng sức mạnh thôi. Chứ thực ra là khi mà chúng ta phát IP sang một số nước ở bên hai cái app còn lại, mình sẽ giới thiệu các bạn ngay sau bây giờ, thì có nước vào được và có nước không vào được nha các bạn. Và hiện tại thì nói chung là mình đang sử dụng combo là mạng 4G, giờ mình sẽ chuyển sang là Wi-Fi nha các bạn. Ok, thì đây là app Tomato VPN chúng ta đã có gọi là cài rồi nha các bạn. Và cái app thứ ba, nói chung là khoảng tầm là 3 app thôi các bạn ạ. Đó là app Kimwi VPN. Đây là app Kimwi nha. Còn có thể là cập nhật nữa nè các bạn. Còn nếu các bạn muốn tìm nhiều app hơn để mà chúng ta thử sức cái độ kiên trì của mình hơn thì cũng có thể là nhập VPN. Rồi ra thì chúng ta lựa chọn app thôi. Có một cái VPN là đây các bạn, có cái gọi là Speed Deck các bạn ạ. Đây là Super cái hình chìa khóa này. Đấy, mấy cái này cũng được nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thử với lại cái app là Tomato cà chua nha. Dạo trước thì app cà chua của chúng ta khá là lực, nhưng mà theo gọi là dạo đây mình đánh giá là app chúng ta đã đuối trở lại rồi các bạn ạ. Đây, khi mà các bạn vào cái app Tomato rồi có cái giao diện này, khi mà các bạn mới vào thì cứ gọi là đồng ý, cứ upset hết giống như là khi nãy mình làm đấy các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào bên là chọn nước, chọn khu vực nè. Chọn khu vực thì bình thường mình sẽ chọn là ở Hoa Kỳ nha các bạn. Làm tab mình cũng chọn ở Hoa Kỳ. Đấy, mình sẽ chọn ở Hoa Kỳ nè. Rồi, chúng ta sẽ chờ đợi cái dòng thời gian này chúng ta loan lên nha. Bị một cái á, là ở bên cái app này rất là nhiều quảng cáo các bạn ạ.
mình tắt cái tiếng trước, không là quảng cáo lên cái giật mình. Không biết là chúng ta có gặp quảng cáo mấy chị em thế nào đấy không phải không các bạn? Được. Hào hán. Hào hán. Cứ khi nào mà làm video các bạn xem là thế nào cũng có mấy cái quảng cáo như vậy nhảy lên các bạn. Thôi ôi may quá là đọc báo mỗi ngày các bạn ạ. Ok, ở đây thì nói chung có một mẹo cho các bạn là chúng ta khoan tắt quảng cáo đi, chúng ta gọi là vào luôn các bạn ạ. Để lát nữa khi mà chúng ta vào không được, quay trở lại thì đỡ phải xem thêm một cái quảng cáo nha. Nếu các bạn tắt cái quảng cáo đó đi, rồi sau đó các bạn gọi là muốn fast IP sang một chỗ khác đấy, chúng ta vào lại để mà chuyển nước thì chúng ta lại bị xem thêm một cái quảng cáo nữa. Trời ơi, nó mới cay vậy đó các bạn ạ. Ok, thì hiện tại là các bạn có thấy là chữ VPN ở đây có nghĩa là chúng ta đã fast IP thành công rồi. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta chờ xem nó có vào được không nha các bạn. Thì cũng phải cần có một cái khoảng thời gian để mà chúng ta gọi là vào lại. Mà nói chung thì cũng sẽ thử như là cái cách ở bên là app 1.1.1 nha. Đôi khi là các bạn chúng ta fast rồi nhưng cũng phải là thoát game ra rồi vào game lại nha các bạn. Giống như khi nãy. Chứ nhiều khi là chúng ta chưa có loát kịp cái dữ liệu đâu các bạn ạ. Đấy, nói chung là nhìn như vậy là biết là chúng ta gọi là khó vào rồi. Giờ mình sẽ tắt là app này đi. Gọi là tắt Run City ra mở lại. Mà không biết là có vào được không. Ok, nhìn thì có lẽ là chúng ta đuối sức rồi các bạn. Rồi, nói chung là mình chỉ cần chờ khoảng tầm một xíu thôi. Cảm thấy là không có vào được rồi thì mình sẽ tiếp tục thực hiện thao tác là mình sẽ đổi nha. Rồi, mình bấm vào bên cái app là Tomato và mình sẽ đổi sang nước khác. Chúng ta kiên trì đổi gọi là từng nước nha các bạn. Nói chung là ở đây là chúng ta sẽ cần phải có sự kiên trì. Mình nghĩ là mình sẽ chọn sang là nước Pháp nha các bạn. Ok. Và tiếp tục là có quảng cáo. Sao không có quảng cáo mấy chị kia nhỉ? Rồi ôi, có lẽ là chê nhiều quá nên giờ hết được xem rồi các bạn ạ. Thôi không sao, chúng ta vào được game là ok rồi chứ mà quảng cáo quan trọng gì. Muốn xem khi nào mà không được. Đấy, thì mình hiện tại đã vào được với cái địa chỉ là IP của nước Pháp nha các bạn. Nói chung thực ra là mình cũng để ý rồi là ở bên New York đấy các bạn ạ. Là bên đất nước Mỹ thì chúng ta cũng gặp cái tình trạng giống như bên mình vậy đó. Nên fast IP qua bên đó thì chúng ta cũng không có vào được đâu các bạn ạ. Đấy, rồi thì mình đã vào được game rồi nha các bạn. App nữa là app Kim Quy, chúng ta gọi là sẽ giới thiệu luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ tắt game đi nha. Rồi, và mình sẽ tắt cái fast IP đi. Đó, như bạn thấy là mình mà tắt quảng cáo một phát là khi mình vào lại là lại bắt mình xem thêm cái quảng cáo nữa. Thì thành ra là chúng ta gọi là xài free mà, nên quảng cáo là nhiều. Đấy, ta sẽ tắt cái ứng dụng này đi nha các bạn. Ok, và giờ mình sẽ vào một cái ứng dụng nữa là Kiwi VPN. Vào thì cũng giống như là cái app kia thôi, nhưng mà giao diện thì nó sẽ khá là tươi mát hơn các bạn ạ. Ok, ở đây thì các bạn sẽ bấm vào là trời ơi, cầu được ước thấy các bạn ạ. Thật ra thì mình cũng không ngờ đâu, nhưng mà mình biết ngay mà lần nào chúng ta gọi là làm video thế nào cũng hiện lên mấy cảnh như này các bạn ạ. Làm gì đấy? Rồi các bạn, chúng ta gọi là nhìn đã chưa? Thật ra là cái này là cái thanh video nha, không phải là kéo để nó phóng to thu nhỏ rồi đâu nha. Các bạn là đừng đòi hỏi mình phóng to thu nhỏ nha. Đấy, ở đây thì chúng ta có gọi là đất nước Pháp này các bạn ạ. Bấm vào dưới nha. Trời ơi. Chúng ta sẽ có những đất nước như thế này. Thì ở đây nói chung là cũng có bên New York các bạn, nhưng mà New York thì có lẽ là sẽ khó là vào. Ta sẽ chọn Pháp vào được nè, mình sẽ chọn Pháp nha, kết nối. Ok, thì có lẽ là trong cái mùa nói chung là lỗi 69 hiện tại, đất nước Pháp chính là nơi mà chúng ta gọi là có thể gửi gắm đấy các bạn ạ. Ok, và mình sẽ vào lại từ game Run City nha. Combo hiện tại mới đang sử dụng là combo là mạng wifi nha. Thực ra là các bạn trong khi mà chúng ta sử dụng đấy thì cũng giống như mình thao tác khi nãy, đó là mình sẽ vừa là fast IP nè, vừa vào bằng wifi, vừa chuyển qua là mạng 4G, rồi vừa tắt game ra vào game lại, rồi cứ thực hiện như vậy đến gọi là chọn qua những cái đất nước khác. Đấy, chúng ta đã vào được rồi nè các bạn ạ. Ok, nice chưa? Trời ơi, thực ra thì vẫn có, nói chung là nhiều bạn thì chúng ta có những cái cách, những cái đất nước khác nhau thì chúng ta cũng chia sẻ với mọi người. Nhưng mà thành ra là trong mùa này có vẻ là app 1.1.1.1 sẽ là app gánh tem dữ nhất đây các bạn ạ. Nhiều bạn là chúng ta đề xuất là app này nha. Còn nếu như các bạn chúng ta gọi là kiểu mà làm hoài làm mãi mà vào không được đấy các bạn, thì tới khung giờ là khoảng tầm 10 giờ đấy các bạn, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ vào hơn. Các bạn chúng ta muốn biết là nguyên nhân tại sao
mà chúng ta bị lỗi 69% mà hiện tại là kiểu mà lỗi nó khá là nặng nề các bạn ạ. Thì là do tình hình là đứt cáp quang chung nha các bạn. Chung hình như là toàn thế giới luôn đấy. Cho nên là khá là khó vào trong cái khoảng thời gian này. Đấy, hiện tại thì mình đã sử dụng cái combo trở lại, đó là combo wifi với lại là mạng 1.1.1.1 bật lên đang gọi là VPN này. Mình sẽ cho gọi là cái app 1.1.1 này cơ hội chờ một tí xíu nha các bạn. Hoặc là mình sẽ thoát ra vào lại. Còn không thì mình sẽ sử dụng cái combo là vừa wifi vừa chuyển qua gọi là mạng 4G hay là chuyển qua một cái wifi khác. Trời ơi. Thì nói chung là nó sẽ giúp chúng ta là tăng thêm cái phần trăm công lực để mà tỷ lệ cho chúng ta vào nha. Như mình đã nói lúc đầu là khi mà chúng ta vào được thành công rồi bằng cái lý do nào đó, mình thoát ra khi mình vào lại nó sẽ khá là khó khăn đấy các bạn ạ. Ở cái việc mà nó không có giống như là lúc mà chúng ta vào một cái đường đấy các bạn ạ. Kiểu mà đường này thông rồi mà đi đường khác là đường khác nó sẽ khá là khó thông đấy các bạn ạ. Thì như đây thì có lẽ là chúng ta hiện tại đang đuối rồi, mình sẽ thoát Run City ra vào lại. Thì nói chung là wifi với mạng 4G chúng ta giống như là hai bên hỗ trợ cho nhau đấy các bạn. Nhiều bạn thì được trước đấy là Fast IP chúng ta không vào được đâu, mà xài 4G chúng ta vào một cách rất là nhẹ nhàng. Thì nhiều khi mình cũng khuyên các bạn là chúng ta đôi khi là nên có 4G. Mà 4G thì nói chung là nhiều bạn ta hay xài wifi, chúng ta không có gọi là 4G đâu các bạn ạ. Đăng ký gói 5.000 một ngày thì nó lại gọi là, nói chung là cũng khá là, đụng tới tiền bạc là khá là mệt các bạn ạ. Hoặc là chúng ta có thể làm một cách như các bạn, nếu bạn nào xài Viettel thì có thể sử dụng Viettel gọi là cộng cộng và chúng ta đổi điểm của chúng ta ra sang gọi là MB là cái data đấy các bạn ạ. Nhưng mà thực ra thì cái trường hợp này là để dùng cho những bạn nào mà đang có gọi là tình huống khẩn cấp thôi, khẩn cấp chúng ta mới sử dụng thôi. Ok, giờ thì có vẻ chúng ta sẽ sử dụng cái combo kết hợp là vừa wifi mà vừa sử dụng gọi là mạng 4G luôn nha. Đôi khi á, mà các bạn thấy là lúc mà chúng ta gọi là đổi qua wifi 4G mà nó không hiện ra cái gì đấy các bạn, thì đôi khi là đang gọi là bị lỗi luôn đấy. Đấy, mình tắt đi mạng luôn mà không có hiện lên cái bảng gọi là chúng ta đang làm gì đấy. Thì lúc này các bạn thoát game vào lại thôi. Là một cái gì đó, một cái tình hình gì đó mà nó triệt để, nó làm cách nào đó, nó bao gồm nhiều cái trường hợp luôn. Chứ không nhiều bạn lại nói là trời ơi, của anh dễ giàu vậy luôn á, của em khó lắm, em làm đủ mọi cách luôn mà không có giàu được. Đấy, hiện tại là kiểu mà không bật mạng lên mà chúng ta cũng gọi là đến 69% được. Qua wow, pro VIP luôn các bạn ạ. Thì nếu mà gặp cái trường hợp này á thì mình sẽ tắt đi cái gọi là đang Fast IP hiện tại nha. Đấy, tắt đi. Tại vì nó kiểu nó là lỗi đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì mình mới có thể là loan lại bình thường rồi nè. Giờ mình sẽ sử dụng là combo mạng 4G nha. Đấy, bấm vào try again mạng 4G thì bây giờ chúng ta mới đúng là loan thật nha các bạn. Nãy là kiểu chúng ta đang loan ảo đấy. Ảo thật đấy. Loan thật là mình chuyển đổi mạng nó sẽ hiện lên cái gọi là try again thì đang gọi là loan thật. Chứ còn mà kiểu vậy ảo lắm các bạn, chờ hoài nó cũng không có vào đâu. Trời ơi, hên thì vào. Rồi ok, bây giờ thì nói chung là chúng ta lại quay trở lại với cái bước ban đầu rồi. Thì mình sẽ gọi là mở lại cái này nha. Đó, mở lại cái này. Nhưng mà mình sẽ gọi là mở mạng 4G lên đi. Đấy, xem là với cái combo ban đầu mình có thể là vào lại được nữa không nha các bạn. Vào đi nào, vào đi nào. Cứ thích là tạo độ khó cho game các bạn ạ. A few moments later. Thì nói chung là kiểu mà bên app 1.1.1 nhiều khi là kiểu cái đổi định hướng, nhiều khi là chúng ta gọi là đang vào được mà sau là chúng ta chuyển sang đâu đó cũng không có biết được, nên lại thành ra là lại không vào được, mặc dù cái combo mình là vẫn như lúc đầu nha. Mình thoát ra vào lại xem thử là có vào được. Rồi ok, và nếu như cái giống như combo lúc đầu thì chúng ta sẽ có thể là vào được nha. Nhưng mà có thể thấy là chúng ta đang gặp khá là nhiều khó khăn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cho nên là chúng ta sẽ tắt cái app 1.1.1 đi. Rồi, và sẽ quay đến với lại hai app khác là Kimwi và VPN Tomato nha. Lần này thì các bạn biết lý do tham mình vào Kimwi rồi đó. Xem địa chỉ. Không, bấm vào dưới đó. Trời ơi. Thật ra một phần các bạn ạ. Ở cái này thì mình nói cái này thiệt sự luôn các bạn. Hình không được gọi là được cho lắm. Thật ra nhìn gần thấy sợ sợ luôn các bạn ạ. Thiệt sự luôn á.
Rồi mình sẽ gọi là chỉnh lại bên Pháp nha. Rồi xem chúng ta gọi là combo này lại lần nữa có vào được không nha các bạn. Cứ gọi là đi giống như kiểu là mình đi xe đấy các bạn, mà mình cứ đi qua cái cổng này, đi qua rồi quành lại, quành tới, quành lui, quành qua, quành lại. Thành ra là cái cổng nó cũng ghét mình, nó không có cho mình dễ dàng vào đấy các bạn. Cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Đấy, chúng ta gọi là đi một cái vòng làm gọi là đủ chuyện luôn. Thành ra là giờ mình quay trở lại với cái combo lúc đầu là wifi cộng với lại là phát AP sang nước Pháp. Chúng ta cũng đang gọi là gặp khó khăn này các bạn ạ. Ôi ôi, chính vì vậy nên nếu như các bạn chúng ta gọi là vào được game rồi thì hãy trân trọng những cái giây phút mà chúng ta gọi là đã vào được game để mà làm gì chúng ta gọi là làm một lần luôn các bạn nhé. Đấy, chứ còn gọi là cứ chết ra chết vô thì nhiều khi lại bị phản tác dụng. Đấy, giống như các bạn thấy mà là mình đi xong một cái vòng, giống như bây giờ là cái địa chỉ của mình nó đang là ở một cái nơi nó rối rắm lắm các bạn ạ. Không biết đường mà lường luôn các bạn. Ok, thì mình sẽ gọi là thử thoát ra và thì có một vài những cái trường hợp mà chúng ta phải sử dụng thêm một số những cái bí quyết nữa các bạn ạ. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà các bạn đổi nick, kiểu như là các bạn vào được rồi, mà các bạn gọi là làm xong ở một nick rồi, các bạn chơi nhiều nick mà, nếu các bạn sẽ là chuyển sang một nick khác và bằng một cái lý do nào đó mà khi các bạn chuyển nick xong là các bạn cũng bị giống này, không có gọi là vào được, kiểu giống như là nó khó khăn để mà vào lắm, thì nó càng khó hơn cả gấp bội nữa. Mỗi lần á mà muốn vào gọi là vào lại mà kiểu mà vào cái nick của các bạn đấy thì chúng ta nên là mở cái tab Facebook mà trong đó chứa nick của bạn ở trong đó sẵn rồi nha. Ví dụ như là hiện tại thì mình đang ở gọi là nick của mình thì mình sẽ mở cái Facebook lên nha các bạn. Đấy, mở Facebook lên thì nói chung là cũng đang ở nick của mình luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là cũng vào lại nha. Đấy. Lần này thì mình sẽ áp dụng cái combo là chúng ta sẽ chuyển wifi rồi sang là 4G, 4G sang wifi, không được thì mình sẽ chuyển sang gọi là quốc gia khác nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ chờ đợi kết quả xem như thế nào. Đó, chúng ta vào được rồi. Trời ơi, may quá không là mình phải thực hiện nhiều thao tác nữa đấy các bạn. Ok, thì đó là một cái trường hợp mà có lẽ các bạn ta sẽ không để ý ở một cái vấn đề, đó là việc mà chúng ta loan không được thông tin là do cái cổng thông tin của các bạn đang bị rối. Ví dụ như là mình muốn chuyển sang một cái nick khác thì khi mà mình chuyển đấy các bạn là mình phải có cái Facebook để mà mình chuyển, thì khi mà mình chuyển như vậy rồi mà chúng ta không vào được thì lúc đó cái cổng thông tin của mình cũng không biết là tìm cái đường nào để vào đấy. Cho nên là bí quyết ở đây á là mỗi lần các bạn kiểu mà các bạn kiểu như đang đổi nick rồi hay là nick đó là tài khoản nào đấy, các bạn mở trước cho mình là cái app là ứng dụng là Facebook nha. Rồi các bạn để cho cái ứng dụng này nó chạy ngầm luôn. Mình sẽ gọi là nói chung là video này mình làm rất là tâm huyết nha. A few moments later. Mình tắt cái gọi là Fast AP đi. Nói chung là khi mà các bạn vào được rồi thì các bạn bật Fast AP hay là tắt Fast AP vẫn bình thường nha. Đấy, giờ thì nói chung là đấy, chúng ta vẫn nói chung là vẫn chơi bình thường nha các bạn. Khi chỉ khó là ở cái đoạn chúng ta vào game thôi. Ok, chuyển đổi Facebook nào. Vào sẽ khó khăn nha các bạn. Đấy, vào đây nào. Thì tại vì mình tắt Fast AP rồi thì vào nó sẽ khá là khó khăn. Và bằng cách thực ra là lúc mà các bạn chúng ta chuyển, đôi khi nha các bạn gặp cái lỗi như này. Đấy, các bạn thấy chờ gọi là lâu quá, chúng ta gọi là không có vào được rồi, 69% thì có kiểu như này nè. Rồi sau đó là chúng ta gọi là tắt ra đấy, là thành ra là chúng ta gọi là tắt cả cái app Run City và cả Facebook luôn. Đấy, thành ra là lúc mà mình các bạn muốn vào lại đấy, cho dù các bạn đã sử dụng cái cách là Fast IP đi. Trời ơi, sao mà không được. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ gọi là vào lại bên Pháp nha các bạn. Rồi, đã kết nối nha. Thì mình sẽ vào Run City nè. Đấy, thì giả sử là khi này nè, sẽ có một cái trường hợp xảy ra, đó là lúc các bạn đã chuyển sang nick khác mà các bạn đang gọi là chuyển nửa chừng mà chưa có vào được nha, mà các bạn đã thoát ra rồi. Thì thành ra là lúc mà các bạn vào lại đấy, các bạn làm đủ cách luôn. Nó rất là khó để mà vào đấy các bạn. Thực ra là mình chờ rất là lâu luôn mà cũng không có vào cho mình. Nhưng mà mình suy luận là lúc mà chúng ta đang thoát cái ứng dụng ra đấy thì kiểu như là cái cổng thông tin của mình đang gọi là ở một cái nơi đấy muốn vào cái nick phụ mình chuyển, mà khi này nếu mình không có khởi động cùng với cái app Facebook đấy
thì cái gọi là tự game chúng ta sẽ không biết là mình đang chuyển đâu, sẽ tải cái dữ liệu cái gì về. Cho nên là các bạn thấy đấy, mình gọi là mặc dù đã fetch IP rồi, mặc dù cũng có wifi mà chúng ta đâu có vào được cái nick mà mình vừa chuyển qua đâu, bởi vì bây giờ nó cũng không biết là vào cái nick nào nữa các bạn ạ. Cho nên là khi các bạn chúng ta có gặp cái trường hợp như vậy, hoặc là nói chung là những cái trường hợp mà các bạn muốn tăng cái tỷ lệ để mà các bạn có thể là vào được cái nick của các bạn đang muốn chơi đấy, thì các bạn hãy là bật song song cái tab của cái nick Facebook mà các bạn đã đăng nhập trong Run City nha. Đây, ok, là mình bật vô là nick này nè. Đó, rồi mình sẽ thoát ra. Rồi, mình chạy song song này các bạn. Đó, tab mình vẫn còn nha. Ok, mình là để tab chứ mình không có xóa tab nha các bạn, để cho cái này nó được chạy song song. Thì khi này chúng ta vào thì nó sẽ có cái cơ hội là nó biết được cái đường để nó vào đấy các bạn. Thì mình sẽ thực hiện lại các bước từ đầu luôn nha các bạn. Từ đầu là gì? Từ đầu là chúng ta thoát Run City, rồi chúng ta ở đây thoát cái gọi là tắt cái này luôn, tắt cái này tạm thời tắt nha. Ồ, ngắt kết nối. Trời ơi, có cái ảnh nào mà nó khác không nhỉ? Sao mà gọi là cứ ăn kem hoài đấy nhỉ? Đóng nè. Ok. Rồi, nói chung thì bây giờ mình sẽ kết nối lại nha. Chạm để kết nối nè. Ok, đã kết nối xong nè. Rồi, sau đó mình sẽ gọi là bật cái tab Facebook lên. Rồi, mình sẽ bật gọi là Run City lên. Ok, nói chung là càng khó thì càng tốt nha các bạn. Những cái trường hợp mà càng khó thì để cho chúng ta gọi là có được những cái phương hướng xử lý, những cái cách xử lý nó nhiều hơn các bạn. Các bạn, cái khung giờ này là cực kỳ khó để mà vào luôn nha. Nhưng mà khi nào tới 10 giờ thì nó sẽ dễ vào hơn đấy các bạn ạ. Ok, và hiện tại thì có lẽ là khó rồi. Mình sẽ chuyển sang là bên gọi là đây. Ok, đấy, các bạn thấy là đăng nhập với tên này không? Đấy là do chúng ta phải để cái gọi là cái app chạy song song như vậy nha. Thì cái này là cái trường hợp này là kiểu chúng ta làm mới mạng đấy các bạn. Ta chuyển sang gọi là từ Wi-Fi sang là 4G sang Wi-Fi, hay là Wi-Fi chúng ta sang Wi-Fi khác, nhưng mà cái công lực của nó thì không bằng là Wi-Fi kết hợp với lại 4G đâu nha. Thì chúng ta là có một cái cách như thế này nè các bạn, là bình thường á, nếu mà không phải đến cái, nói chung là bình thường mình có những cái phương pháp khi nãy các bạn cũng thấy là đôi khi mình không cần 4G mình vẫn vào được, kết hợp với lại gọi là cái fast IP ở bên nước Pháp đấy các bạn ạ. Thì nếu như các bạn gặp cái trường hợp mà kiểu đang có cái cuộc đua quan trọng, đang có cái thời gian quan trọng, hay là các bạn phải vào làm điểm clan gấp, không các bạn sẽ bị kích khỏi clan, thì lúc này chúng ta cần phải có sự hy sinh thôi. Nếu như các bạn có xiềng trong máy thì các bạn đăng ký gói 5.000 một ngày. Mình cũng không có biết là cái gói nào nó tối ưu rẻ hơn, nhưng mà kiểu mình thấy gói 5.000 một ngày là kiểu mà các bạn đăng ký xong các bạn nhớ là tắt nha. Cái gói đó thì các bạn sẽ vào, đối với loại sim mỗi khác nha. Nói chung là mình thì sim Viettel thì chúng ta sẽ bấm như này các bạn ạ. Các bạn vào là 191, rồi các bạn sẽ là Mi 5D nha. Thực ra là có ST5D hay 5K gì đấy, mà nói chung là mình hay xài cái gói này. Bấm một phát là chúng ta gọi là bay 5.000 nha. Nhưng ra là trong tài khoản mình hết xì ngồi nên cũng không đăng ký được các bạn ạ. Amazing, good job em. Và có một cái nói chung là rất là hay, đó là các bạn có thể là sử dụng dịch vụ là Viettel cộng cộng nha. Nói chung là trong video này mình chia sẻ rất là tâm huyết rồi đấy các bạn ạ. Trước tiên thì mình cứ gọi là tắt mấy cái này trước đã, mình không biết là nó có ảnh hưởng gì tới cái việc mà mình gọi điện thoại để gì không. Ok, và các bạn sẽ gõ số cho mình là gõ sao 098 nha. Ok, và chúng ta sẽ gọi nè. Rồi, gọi đi nào, chạy mở code đi nào. Rồi, ở đây thì như các bạn thấy là chúng ta sẽ hiện ra những cái gọi là cái lựa chọn cho các bạn chọn. Thì ở đây thì nói chung là siêu ưu đãi data, miễn phí điện thoại, siêu ưu đãi data, rồi chuyển sau gì đấy. Thôi chúng ta gọi là bấm vào 00 các bạn ạ. Đó là xem thêm nha. Đấy, thì bây giờ mới hiện ra Viettel cộng cộng nè. Chúng ta bấm vào số 3 nha. Yeah. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại là cái, nói chung là đổi dịch vụ Viettel. Nhưng mà trước khi đổi các bạn tra cứu xem các bạn có bao nhiêu điểm nha. Mình sẽ tra cứu. Trời, 8k điểm. Trời ơi, và 10k điểm tiêu dùng. Hai chính là dịch vụ đổi Viettel nha. Rồi ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào là số 4 sang data. Rồi 4 nè. Rồi sử dụng trong 30 ngày 100 điểm thì được là 10 mê, còn gọi là trong ngày 100 điểm thì được là 20 mê nha. Ở đây thì mình khuyên các bạn là chúng ta sẽ sử dụng gói đầu tiên, đó là gói nói chung là 100 điểm thì được 10 mê.
Thực ra 10 mê cũng không làm được gì nhiều đó các bạn nhà. Chúng ta phải đổi mỗi lần là đâu đó nói chung là tầm mấy trăm điểm. Để làm gì? Để khi mà các bạn sử dụng cái 4G đấy các bạn, các bạn chỉ dùng để mà vào được game một cái các bạn tắt liền, rồi sau đó các bạn chuyển sang wifi, thì khi này các bạn sẽ tiết kiệm được cái dung lượng MB. Thì mỗi lần mà các bạn gặp như vậy, các bạn có thể là sử dụng một ít, mà các bạn có thể sử dụng như vậy trong vòng một tháng. Mà ở đây thì trường hợp là các bạn gặp những cái hoàn cảnh mà nó cực khó, cực éo le thì mới sử dụng, bí bách quá đấy, thì ta mới sử dụng đến cái chính sách này. Rồi thì mình đã có một cái hướng dẫn. Mình nói chung là mình đổi cho các bạn xem chứ nhỉ. Mình làm lại nha, sẵn tiện các bạn xem luôn. Các bạn thông cảm nếu như video của mình hơi dài thì nói chung là mình làm một cách rất là tận tình, tận tâm. Và mình chỉ mong muốn là các bạn có thể là vào game được. Vì kiểu như là nhiều bạn, nói chung là buồn lắm. Nhiều bạn kiểu như là không vào được game rồi than sầu, nói chung là kiểu cũng buồn, kiểu cũng muốn dẹp game lắm các bạn ạ. Thì nói chung mình cũng không muốn như vậy, cho nên là mình cố gắng hết sức thôi, cố gắng hết sức để giúp mọi người thôi. Nhiều bạn ta cũng không có muốn là dẹp game đâu, không muốn nghỉ game đâu. Nhưng mà tại vì cái đợt này đợt bị chung mà, kiểu mà bên nước ngoài người ta cũng bị, nên là ta cố gắng là tìm được cái cách mà để chúng ta ứng phó các bạn. Điểm thì chắc là mình sẽ đổi 500 điểm nha. Rồi, bây giờ những gọi là đội điểm là 500 này. Sentu 1 để đồng ý, 50 MB các bạn. Thực ra là mình đang sử dụng gói 1 tháng 90.000 nha các bạn. Cho nên là mình đăng ký là để cho các bạn chúng ta gọi là thấy cho, nói chung là cụ thể thôi. Chứ thực ra là mình có mạng rồi. Ok, yeah, có điểm rồi. Bây giờ chúng ta nhấn can cũng được nha các bạn. Tất cả những cái bí kíp mà để cho chúng ta có thể là vào được game trong cái tình hình là phiên bản lỗi 69% hiện tại. Thì nếu như mà các bạn gặp cái trường hợp mà nói chung là dùng đủ mọi cách từ nãy đến giờ rồi, là vừa là thoát game ra vào game lại chờ nè, rồi sử dụng wifi, sử dụng 4G, rồi fast IP sang sử dụng app là 1.1.1, rồi sử dụng mấy cái app kia, fast IP sang Mỹ nè, fast IP sang Pháp nè, sang nước Đức nè, sang Singapore, và nói chung là làm lặp đi lặp lại những cái thao tác này vô cùng là nhiều lần kết hợp với nhau mà vẫn không có vào được đấy các bạn ạ. Thì chúng ta có thể là chờ đợi qua cái khung giờ nguy hiểm này. Ta sẽ gọi là khung giờ nói chung là khó khăn này chứ. Khoảng tầm là 10 giờ thì lúc đó sẽ dễ vào hơn nha các bạn. Hoặc là nếu như đó là một cái khung giờ khác trong ngày, các bạn cũng không làm được. Kể cả là các bạn để cái Facebook chạy song song cũng không làm gì được. Thì các bạn có thể là xóa cái bộ nhớ trong của tự game Rock City, hoặc là xóa game đi tải game lại nha. Nói chung là ta kết hợp nhường nhuyễn nhiều cái cấp độ lại với nhau thì sẽ có cách giải quyết. Ok, thì nói chung là xóa cái bộ nhớ đệm thì chúng ta cũng gọi là vào trong cái thông tin của app đó các bạn. Nó bấm vào cái chỗ thông tin, nói chung là cái gì mà liên quan tới app ở cài đặt là gì thì bấm vào trong thông tin nha. Bấm vào trong cái store này các bạn. Đó, thì có cái chữ là cache đồ gì, nói chung là bộ nhớ cache đó các bạn ạ. Có cái clear data, bấm phát là xóa dữ liệu nha các bạn. Rồi, chúng ta đã gọi là vượt qua được cái, nói chung là cố gắng để vượt qua được cái khoảng thời gian bị lỗi 69% vô cùng là khó khăn và khó chịu này nha. Và mình mong video của mình sẽ có thể là giúp được cho nhiều bạn. Và các bạn thấy video của mình hay và ích thì hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh, nhất là đăng ký kênh nha các bạn. Điều đó nó rất là quan trọng, nó là một cái động lực rất là lớn. Và thực sự thì mình biết có nhiều bạn gọi là chúng ta thích xem chùa hơn. Và để mà chinh phục được cái lượt subscribe các bạn khó lắm, khó lắm các bạn ạ. Cứu tôi ơi. Chúng ta gọi là thường sẽ subscribe cho những kênh mà chúng ta xem nhiều nè, rồi xem hay nè. Chứ gọi là nhiều khi dài dòng lằng ngoằng quá, xem tới khúc này là cũng thấy mệt người rồi. Nhưng mà thực sự thì mình mong muốn là video của mình có thể là chinh phục được các bạn, không chỉ là ở video này mà kể cả là những video sau. Cho nên là tiếc gì mà không dành tặng cho mình một đăng ký kênh phải không các bạn? Quá chuẩn luôn. Ok, và video của mình đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.